Khư muốn con cao lớn, học giỏi, hãy sinh con muộn một chút. Những lợi ích của việc sinh con muộn đã được chứng minh là vượt qua những rủi ro về mặt sinh học khi đứa trẻ ra đời từ một người mẹ lớn tuổi. Trẻ em có mẹ lớn tuổi thì khỏe mạnh hơn, cao hơn và được học hành tốt hơn những đứa con của các bà mẹ trẻ. Nguyên nhân là ở những quốc gia công nghiệp hóa, cơ hội học tập gia tăng và sức khỏe của con người cũng tốt hơn. Nói cách khác, sinh muộn sẽ được quà hầu hết các nghiên cứu trước đây đều cho rằng phụ nữ càng sinh con muộn thì đứa trẻ càng dễ mắc hội chứng đau, bị mất trí nhớ, tăng huyết áp, tiểu đường. Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra với trẻ sinh muộn, việc trì hoãn sinh con được chứng minh là lợi nhiều hơn hại. Đây là nghiên cứu do Mikko Mikirer, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Max Đức và đồng nghiệp Payson Berkeley thuộc Trường Kinh tế London, Anh tiến hành. Nghiên cứu đăng trên tờ Population and Development khẳng định sức khỏe và các điều kiện sống của người dân theo thời gian sẽ được cải thiện tốt hơn. Hầu hết các báo cáo trước đây về mối quan hệ giữa tuổi của mẹ và việc sinh nở đã bỏ qua tầm quan trọng của yếu tố thay đổi môi trường sống. Chẳng hạn, một người mẹ sinh con ngay hôm nay và một người phụ nữ bằng tuổi nhưng đợi đến 10 năm sau mới sinh con thì điều kiện đời sống lúc đó đã hoàn toàn khác. Đứa trẻ lúc này sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn về sức khỏe trẻ sẽ cao hơn và được giáo dục tốt hơn. Những lợi ích này hoặc là cân bằng với những rủi ro khi sinh con muộn hoặc là ưu việt hơn việc sinh con sớm. Chẳng hạn, một phụ nữ sinh năm 1950 và sinh con vào lúc 20 tuổi, nghĩa là đứa trẻ ra đời vào năm 1970. Nếu người phụ nữ đó đợi đến 40 tuổi, tức năm 1990 mới sinh con thì sự khác biệt 20 năm đó quả thật rất lớn lao đứa trẻ sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác khi mà điều kiện kinh tế và xã hội của đất nước sẽ tiến lên cả chục bậc. Agri Bersiller đã phân tích dữ liệu dựa trên 1,5 triệu người thụy điển sinh con trong thời điểm năm 1960 đến năm 1991 để kiểm tra mối quan hệ giữa tuổi sinh con của mẹ và chiều cao, sức khỏe, trình độ học vấn của đứa trẻ. Kết quả, khi người phụ nữ có con trễ, thậm chí là trên 40 tuổi, thì con của họ sẽ cao hơn học rộng và nhiều cơ hội đỗ đạt